Thưa quý vị, làm thế nào để vực dậy nền kinh tế mũi nhọn của địa phương, góp phần giải quyết việc làm, đời sống cho một phần lớn người dân? Đó là yêu cầu được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đặt ra đối với Sở Du lịch Đà Nẵng trong năm nay. Theo thống kê, COVID-19 kéo dài 2 năm qua đã tác động nặng nề đến ngành du lịch Đà Nẵng. Đến nay, khoảng 80% doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động. Khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã đang thất nghiệp và chuyển sang làm ngành nghề khác. Vì vậy, việc sớm khôi phục lại ngành du lịch là yêu cầu bức thiết nhằm giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn người dân, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm mở cửa đón du khách đến Đà Nẵng. Đây cũng là vấn đề được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh trong cuộc họp mới đây với Đảng ủy Sở Du lịch thành phố. Chúng ta phải thu hút trở lại các cái lực lượng phục vụ cho lao động, phục vụ cho ngành du lịch. Nói như đồng chí Phó Bí thư Thường trực ấy, nếu như chúng ta không khẩn trương thì chúng ta sẽ mất một cái nguồn nhân lực rất lớn, mà đến lúc khi chúng ta cần là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được. Qua đây thì cũng gửi đến một cái thông điệp cho các cái doanh nghiệp làm các du lịch để họ an tâm để quay trở lại với các cái hoạt động đầu tư cho du lịch. Thời điểm này là chúng ta phải tập trung làm tốt cái công tác quảng bá và xúc tiến du lịch. Bởi vì chúng ta không làm tốt được công tác này, và đặc biệt là công tác truyền thông, thì chúng ta sẽ không có điều kiện để hút được khách du lịch trở lại. Triển khai các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Du lịch thành phố đã và đang rất tích cực triển khai các giải pháp, đề án du lịch đã được thành phố ban hành, nhất là bám sát các định hướng chủ trương của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong mở cửa trở lại hoạt động du lịch với phương châm thích ứng linh hoạt an toàn. Để có thể định vị cái điểm đến Đà Nẵng ngày càng rõ nét hơn trong cái bản đồ du lịch trong nước cũng như là quốc tế, theo đúng cái mục tiêu để phát triển Đà Nẵng trở thành cái điểm đến mang tầm khu vực, thì ngành du lịch cũng đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố và phối hợp với các cái ngành liên quan để chuẩn bị cái việc đầu tư các cái sản phẩm cũng như là thu hút đầu tư của các cái doanh nghiệp du lịch, các cái doanh nghiệp kinh doanh các cái sản phẩm liên quan để tạo cái sự đa dạng về cái điểm đến trong cái thời gian sắp tới. Hiện Sở Du lịch cũng đang tích cực chủ động rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi du lịch, tiếp tục tham mưu lãnh đạo thành phố tạo ra các sản phẩm du lịch mới, cũng như chủ động làm mới các sản phẩm cũ để hút khách. Ngành du lịch thành phố phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt, tăng 3 lần so với năm 2021. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt trên 6,7 ngàn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2021. Đến nay, ngành du lịch cũng đã phối hợp với ngành y tế, tiêm đủ liều vaccine cho hơn 11.000 lao động và sẵn sàng cho việc khôi phục du lịch.